đề 2 thực chiến đề lý. Thì người ta cho con lắc vào xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật, tạo động điều hòa theo phương thẳng đứng. Thì người ta có là khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn lò xo là delta L, thì người ta yêu cầu là xác định chu kỳ dao động của con lắc. Thì các em trả lời nhanh cho anh công thức nào nhỉ? Nhìn phát biết ngay công thức C đúng không? T bằng 2pi căn của delta L trên G. Được chưa? Rồi ok. Ta suy ra đáp án C.